Hi, chào mọi người. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một cái phao. Cái này là cái phao điện. Phao điện thì cái này chúng ta sẽ dùng cho phao bồn. Thì đây, đây là cái phao điện của chúng ta trên cái hình này. Rồi, mình sẽ khui hộp ra. Thì đây, nó sẽ có gồm một cái bộ phận là rờ le và hai trái phao. Hai cái phao này để nổi theo nước. Khi nước lên thì nổi lên. Thì đây, khi hai cái phao này nó sẽ lắp như cái hình này đây. Đây mình sẽ lắp. Đây. Mình sẽ lắp. Đây nó sẽ có một cái sợi dây dài như vậy nè. Rồi, bây giờ cái cách đơn giản nhất là mình lắp cái phao trước. Một cái phao trước là cái phao ở trên. Bây giờ mình bằng cách là mình ấn cái này vô này cho nó có một cái lỗ. Rồi mình xỏ cái lỗ qua. Xỏ cái dây qua cái lỗ. Đây, xỏ cái dây qua cái lỗ. Xong bắt đầu mình xỏ. Thì cái này, cái dây ở phía trên ấy, cái khoảng cách mà của từ cái phao này với từ cái rờ le tới cái phao ấy, thì chúng ta xác định là nó sẽ là cái mực nước trên. Và khi mà cái chế độ của chúng ta là chế độ bơm đầy thì cái mực tới cái mực nước trên là nó sẽ ngắt, và tức là khi chúng ta gắn vô bồn, chúng ta gắn vô bồn đây, ví dụ như bây giờ để xuống, ví dụ như ngắn lại nè, cái bồn của chúng ta lên nằm này, cái phao của chúng ta nước nó lên tới cái mực mà đủ nó nâng cái phao lên là máy bơm chúng ta sẽ ngắt. Rồi tiếp tục rút ra để gắn cái phao thứ hai. Tại sao nó là hai trái chứ không phải là một cái phao? Tại vì nó phải hai trái thì nó mới xác định được cái mực nước trên và cái mực nước dưới. Thì khi mà cái phao nó sẽ hết nước thì là cái mực nước dưới thì nó sẽ là đây, như cái hình minh họa đây. Khi mà cái mực nước nó lên tới đây là cái phao số, mình cho cái phao này là cái phao số 1, phao này là phao số 2. Khi mình được nước nó nâng lên thì tức là cái phao số 1 nó nâng lên thì nó nổi, thì cái rờ le này nó vẫn chưa nhả ra. Rồi tiếp tục cái mực nước lên nó tới cái phao số 2 tới đây thì cái rờ le nó mới nâng hoàn toàn hai cái phao lên thì nó mới nhả ra. Thì đây giống như mình, đây mình đang treo một cái phao này. Mình đang treo cái phao mình đây. Rồi. Đây. Đó, mọi người thấy bây giờ mới có một cái phao là nó chưa nổi nè. Đó, khi mình chỉ cần nâng một lực nhẹ nữa thì nó mới nổi. Bây giờ mình thả cùng trái này xuống này, mình thả xuống này. Đó. Đó là hai trái thì nó mới bắt đầu cho máy bơm chạy. Thì khi lực nước lên thì bây giờ đó, cái này nó đang đóng. Thì bây giờ tôi nâng cái quả số 1 lên thì cái phao nó vẫn chưa đóng này. Thì tiếp tục cái nước nó lên, cái nó nâng cái quả thứ hai lên thì cái phía rờ le nó mới nhả ra, thì mới bơm lúc này nó mới ngắt. Và tiếp tục khi nước mà nó cạn thì nó mới cạn cái quả phao thứ nhất, cái quả nó, ví dụ như quả phao này nó vẫn còn đang nổi trong nước là đang cầm này, thì cái phao nó vẫn chưa chạy. Rồi chúng ta thả xuống thì đó là cái phao nó mới chạy. Rồi bắt đầu tôi sẽ đấu điện cho để mô tả. Thì cái phao trên và phao dưới là chúng ta để canh cái mực nước trên và mực nước dưới. Rồi bắt đầu chúng ta tháo cái này ra. Thì cái này trên đây nó sẽ có tiếp điểm này, tiếp điểm thường đóng và tiếp điểm thường mở. Cái này là tiếp điểm thường đóng này. Hiện tại chúng ta đang xài tiếp điểm thường mở, và tức là khi mà bình thường là nó sẽ ngắt, và khi nào kéo xuống dây là nó sẽ đóng tiếp điểm lại, nó sẽ bơm. Rồi bây giờ tôi sẽ đấu điện vô một cho mọi người. Thế thì hôm nay thì mình không dùng máy bơm, thì mình sẽ dùng một cái bóng đèn để mô tả. Thì cái phao này thì nó chịu được cái công suất là của máy bơm hai ngựa, nên hai ngựa thì chúng ta sẽ thả trực tiếp và không cần dùng qua khởi, hay chúng ta không cần dùng qua khởi luôn thì nó sẽ giảm chi phí.
bấm cái đầu code lại cho nó nhìn cho nó chuyên nghiệp tí, vì lúc trước cũng có làm video mà mình không bấm đầu code thì nhiều người thắc mắc tại sao không bấm đầu code, cho mình cứ nghĩ là mình làm mô phỏng thôi đó. Rồi chúng ta thấy cái đây dưới đây nó có cái lỗ này để chúng ta lồng dây điện vô này đó, chúng ta là sau này chúng ta sẽ bỏ cái dây điện vô đây này. Rồi nào mình sẽ tiến hành đấu điện, chúng tôi biết mở cái này ra, bắt đầu chúng ta sẽ đáo vô. Đây đáo vô thì mọi người thông cảm nha, mình cũng có thời gian nhiều á, mình cũng có thời gian nhiều đầu tư để quay video rồi cắt ghép, nên video mình thì mình rảnh rồi mình làm rồi mình quay thôi, thì đôi khi nó sẽ không hay, không cắt ghép rồi thì nó sẽ không hay hơn, thì mình làm theo cái hướng dẫn cho người dùng mang tính thực tế thôi. Rồi bây giờ mình sẽ đấu nối xong rồi bắt đầu mình đậy nắp lại. Thì cái phao này nó hay hơn cái mấy cái phao kia trên thị trường đó. Thì mình thấy này, cái nhựa này nó làm cũng dày hơn so với mấy cái phao radar nữa, rẻ tiền. Cái phao này nó làm dày hơn thì vấn đề mình chịu mưa nắng ngoài trời thì nó sẽ tốt hơn. Và có cái mái này đó, thì cái mái thì nó làm cho cái ánh nắng khi mà nó chiếu xuống thì nó phán tán cái ánh nắng, nó không tập trung như cái những cái phao mà làm bằng thì nó sẽ lâu hư hơn. Rồi ở đây nó có hệ thống các lỗ thoát khí này, thì thường trong đây người ta sẽ sợ ẩm, khi nắng xuống thì ẩm, nếu không có thoát khí thì nó sẽ bị ẩm, nó sẽ mau hư cái tiếp điện trong đây. Thì cái này nó làm thoát khí thì ẩm rồi nó thoát ra thì tăng độ bền. Rồi sau này mình sẽ đẩy lại, thì cái này thì mình sẽ lắp ở trên bồn. Rồi bây giờ mình sẽ lắp ở trên bồn. Rồi bây giờ hai cái dây này thì đại khái hai cái dây này giống như cái công tắc, hai cái công tắc thôi. Rồi bây giờ đây, bây giờ là cái dây này là dây nguồn vào, dây nguồn vào. Thì mọi người nhớ lưu ý là khi mình đấu mà để an toàn ấy, thì mình sẽ đấu là cái chân này mình sẽ đấu là ngắt, cấp ngắt mắt, ngắt mắt qua phao cho ngắt mắt, không cho ngắt lửa. Còn nếu mà mọi người muốn an toàn hơn tuyệt đối thì chúng ta nên dùng qua một cái gọi là phao relé an toàn, là tức là khi lúc này phao nó sẽ ngắt dùng bằng nguồn 12V để ngắt. Thì có 12V thì trong đó nó sẽ có cục tiến thế để chuyển từ điện 220 qua 12V thì phao sẽ ngắt 12V, nhưng mà đưa tín hiệu về relé, relé sẽ đóng 220 cho máy bơm chúng ta chạy. Thì lúc đó là chúng ta dùng nó sẽ an toàn hơn nhưng mà lại tốn kém hơn, thì cái đó tùy vào kinh tế của mỗi người. Rồi đây, đây là cái dây nguồn 220 là dây màu đỏ này, rồi cái dây phao này, cái dây vàng sập xanh này, rồi cái dây phao còn lại là chúng ta ra cái bóng đèn. Thì tức là mình đang mô phỏng một cái tải thôi, chứ đúng của nó là mình xài máy bơm. Rồi bây giờ sẽ còn một cái dây còn lại, dây còn lại thì chúng ta sẽ đấu chung vô. Chúng ta sẽ đấu chung vô. Đây, bây giờ dây còn lại, cái dây nguồn chúng ta sẽ đấu vô. Thì cái phao này nó đại khái như một cái công tắc thôi. Video qua mình quay nó hơi dài thực tế. Rồi bắt đầu bây giờ mình sẽ mô phỏng. Đây, bây giờ mình sẽ đâm điện vô. Rồi đó, bây giờ ví dụ như bây giờ đây, bây giờ cái mực nước nó đang xuống mới cạn một cái phao thứ nhất, còn cái phao cạn mấy cái phao thứ hai. Đây, cái phao thứ hai này đang cạn, thì đây cái máy bơm nó vẫn chưa chạy, là cái bóng đèn của chúng ta vẫn chưa sáng. Rồi tiếp tục, bây giờ tiếp tục là ví dụ như ta nâng lên này, ta nâng lên là nước nó đang cạn á, là giờ tôi thả cái phao này xuống này, là tức là cái mặt nước ở phía nước ở phía dưới đó, thả xuống thì đó là khi hết nước thì máy bơm sẽ chạy. Rồi khi mà máy bơm chạy đến một lúc nó sẽ đầy được cái phao phía dưới, ví dụ như cái phao phía dưới nó nâng lên
nâng lại đây, ta đang cầm lên. Rồi tiếp tục là cái phao thứ thứ nhất nó nâng lên, rồi tiếp tục cái phao thứ hai, khi mà đầy nước nó nâng cái phao này lên nữa là máy bơm nó sẽ ngắt. Rồi tiếp tục là lại cái phao nó hết nước, cái phao thứ hai. Thì đây là hai cái phao, là cái phao này để xác định cái mực nước chết trên. Và thứ hai là sực nước chết dưới, là cái mực nước này là mực nước của cái phao thứ hai, là cái phao đầy. Mực nước này là cái phao thứ nhất, là cái phao để xác định mực nước cạn. Thì cái tỷ lệ cái dây này á, thì chúng ta khoảng cách như ta muốn nước bơm cạn tới đâu thì nó sẽ tự ngắt, thì chúng ta tự canh phao. Rồi, ok. Chúc mọi người sử dụng sản phẩm hiệu quả. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.